Ngồi đây cô. Từ sáng giờ khách hứa như nào? Giờ hôm cô cứ định qua hỗ trợ một tay, thế nhưng mà hàng họ nó ế ẩm quá, bán bây giờ mới hết đấy. May thì lại có anh Bính. Dạ, ở cái cửa hàng này thì chó cũng chỉ lăng xa lăng xăng làm cái chân phụ việc thôi, còn luôn tay luôn chân vẫn phải là em Thu. Em nó được cái chăm chỉ lắm. Nếu mà ngày lễ ngày Tết nha, làm từ sáng đến tối quên cả ăn luôn. Mẹ à? Thế anh vẫn chưa về à? À, có tất cả mọi người ở đây, với lại là vừa mới khai trương xong. Hay là bây giờ cháu mời cô với em qua nhà hàng của cháu làm một bữa nhỏ nhỏ cho nó phấn khởi nhỉ? Phấn khởi quá ấy chứ. Anh Bính nhá, tôi rất cảm ơn anh vì anh nói đỡ với chủ cửa hàng cho tôi vài câu. Nhưng mà việc tôi làm như thế nào ấy là chuyện của tôi, không liên quan gì đến anh cả. Anh đừng có can thiệp vào nữa. Tôi mời anh về cho. Sao lại không liên quan? Cái cửa hàng này là của chúng mình mà, anh cũng phải có trách nhiệm chứ. Cái gì? Chúng mình á? Này, anh đừng có nói quàng nói xiên, người khác nghe được không hay đâu. Chuyện nó là như thế này, tức là anh Bính đây á thì là tức là cái hair salon này của Thu cũng có phần của anh. Người ta gọi là cổ phần Thu ạ. Gì? Thế là như thế nào hả mẹ? Thì là... Anh tưởng em không đến. Khách đông, em phải vần thêm mấy bom bia nên giờ mới ra được. Sao anh Thắng bảo chờ em bao lâu cũng được cơ mà. Em thật là khác với những người con gái anh quen. Em yên tâm, anh sẽ chịu khó tập tạ để có sức khỏe. Anh không để em phải vần bia một mình nữa đâu. Thật không? Anh thề ấy. Tiến ơi, mùi thuốc diệt cỏ. Mày lên cái luống trên xem thế nào. Ôi, chết rồi. Hưng ơi, có bọn nào chơi anh em mình rồi. Chó chết thế nhỉ? Sao nó chơi đúng vườn mình à? Bây giờ phải như thế nào? Thế chả nhẽ công sức của anh em mình đi tong à? Cứ bình tĩnh đã. Bình tĩnh thì chó đâu được. Mày có biết là tao kỳ vọng vào cái hợp đồng này như thế nào không? Bây giờ việc đã thế này rồi, anh em mình có đứng đây chửi bới cũng không giải quyết vấn đề gì. Phải tìm cách, không thể để làm mất cái hợp đồng này được. Điên thế!